Dạ, xin kính chào cô chú chị xa gần thân mến. Hôm nay em cháu xin giới thiệu cùng cô chú anh chị một mối hoa kiển. Em cháu tên Nguyễn Văn Hồng, số điện thoại 0706398713, giờ ở tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đó, hôm nay em cháu có đem về mới cây kiển. Xin giới thiệu giao lưu cùng cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ, chia sẻ. Bây giờ cây thứ nhất là cây số 1, cây mai tứ quý, một cốt. Cái này chắc mét gửi, mét gửi ra đây nè, còn kế khoảng 5 tấc nữa đó nha cô chú chị, như là 2 mét đó, tính 2 mét đi đó. Mét gửi là tới đây rồi nè, còn nó lên đó là 2 mét đó. Hoành là 49, như 50 nha cô chú anh chị, đây là đó 50. Rồi cây số 1 là cây mai tứ quý với giá là 9 triệu gửi. Bao sống bao xếp toàn quắc nha. Cây này mạnh cây dữ lắm, mới đem về lá nó còn nha cô chú anh chị. Nè, lá còn. Dạ. Rồi, khiên xuống tiếp, khiên nước. Để sát vô trong này. Nữa. À, cây đó để ngoài đi nữa, đang chụp hình. Để đây nè, để sát đây nè. Cây này mặn thì rồi đem ra ngoài. Nè, chim lên đây kìa. Chim bên kia kìa. Rồi. Để gốc này nè, gốc chỗ cây khế nè. Gốc này nè gốc. Rồi cây số 2 cũng là cây mai tứ quý nha cô chú anh chị. Cây này hai thân nguyện nha, một cốt mà hai thân nguyện cũng như ngọn lửa vậy đó. Đọc cái là nó có được cái độc chủ đây nè. Mình trồng mình để cho nó dựng lên, mình chỉnh lại nha. Cây này hoàn toàn chỉnh, không có bị đá rễ cái gì hết nha. Tại chỉnh cho ngay lại bình thường. Chiều cao 1m8, hơn 1m8, 1m9 nha, mà mình cho 1m8 thôi. 1m9 đúng đó. Hoành là 44. Rồi, cây này có giá là 5 triệu 6. Cái này là hai thân nguyện đẹp lắm nha cô chú anh chị, giống hệt ngọn lửa, ngọn đuốc, ngọn đuốc của nữ hoàng Anh. Cây số 3 là cây nguyệt quế, quế da láng nha cô chú anh chị, lá lá nhỏ nè, lá nhuyễn nè, lá nhuyễn bông chùm ra rất thơm. Bông lá nhuyễn, tại sao lá nhuyễn da láng mà nó có giá trị?
Tại vì cái bông của nó thơm rất nhiều mà nó dày hơn là cái cây bông lá lớn. Cây quế lá lớn bông nó rất thường à. Thì chơi kiển ai cũng biết hết chứ không phải em cháu nói. 88 chiều cao. Hoành là 46. Cây đó để mà những để sâu vô quá. 46. Dáng thế cây này đúng nha. Cây này rất đẹp nha, mình về mình binh biến lại nha. Như cây chơi bài được nha. Rồi cây này có giá 3,2 triệu. Rồi xuống đi. Rồi chưa. Rồi cây số 4 cũng là cây việt quế luôn nha. Một bầy của nó. Nhà này quá dị cà na nha. Cà na cà neo gì đó. Chuyến này cây đẹp không à, quay chậm chậm. Cây xấu quay cho nhanh, rồi cây đẹp quay chậm để cho cô bác anh chị mình tham khảo nha. Cây xấu rồi quay mắc cỡ rồi quay cho lẹ. Cây đẹp quay chậm chậm lại, cây xấu quay lẹ lên. 79 chiều cao. Hoành 42. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu. Cây này là dáng thế không nghe cô chú anh chị. Rồi rồi cây số 4 số 5 cây số 5 cũng là cây việt quế luôn. Thú ra rồi chú anh chị, cái này mình chừa cho nó ấy ra chứ tán ở đây cũng được nữa. Tán ở đây là này nó gom lại đều chừa cho nó quái quái vậy. Ai thích thì để, không thích thì tán cắt ngang. Chiều cao 44. Hoành 35. Thú ra mình thú chiều dài của con thú rồi quên đó. Rồi 45 nha, tới cái chớn này là 45 nha, chiều dài 4 tắc cử. Quá dài luôn rồi, quá đẹp luôn. Rồi cây số 5 này có giá là 1,8 triệu. Rồi con thú thứ 2. Ủa con thú số 6. Số 6 là cũng con thú ra. Thằng đẹp, thằng lắc lượng đẹp nha. Dài dữ lắm, dài luôn. Chiều cao 43. Hoành 22. Chiều dài của cái mình đó nha. Tới cái đuôi này luôn là 73. Tới cái co này là 73 nha, trên 73 luôn nữa nha. Tới cái co đó là 73 nè.
cái mình tới cái mình nằm đó đó, hết cái mình nằm của nó là 73 đó. Rồi cây này cũng có giá 1.8 triệu luôn. Nhỏ mà có vỏ nha cô chú anh chị. Để quay cái này. Quay từ từ thôi. Được chưa? Rồi. Cây số 7. Chút là cây việt quế. Cây này đẹp không nha cô chú thông. Dốc độ chơi cây kiển chung, kiển lỡ, bonsai, lùng đồ được hết nha. Có cao thì không được. Cao thì để nói ngọn 10 năm nữa. Chơi này nó mấy này vô chậu bẻ bonsai cái đẹp cực kỳ luôn nha. Đẹp không thể tưởng luôn. 104. Hoành 46. Rồi cây này có giá là 1.8 triệu luôn. Rồi xuống. Cây số 8. Chiều cao là 82. Chiều cao là 42. 40 là mấy lần, 45 lần đó. Nếu tính nó 42 thôi đó. Rồi cây có giá 2.2 triệu. Sắn không à, cây sắn đẹp không à, cây này nó sắn nó đẹp. Rồi. Cây số 9. Nãy quên cắt con rễ này đó. Quên được. Chiều cao 99. Hoành 51. Rễ này cắt ngay đây nha cô chú chị, nãy sáng qua giờ quên nha. Này cắt đây nè. Cắt đây là cây này đẹp, điển nở cũ này ra nha, cũ bự lắm ạ. Rồi cây này có cây số 9 này có giá 2.5 triệu. Lấy cái miếng chim vô rồi, chim vô đây. Rồi được rồi. Cây số 10. Cây số 10. Cây bay nha, quế tặng bay nha. Chiều cao 62. Hoành 45. Đây mình đo ngay vị trí này nha, là 45 nha. Còn đo xuống nữa là cỡ 48 á. Đo xính xuống chút thử coi đúng của nó đây thử coi. Đúng của nó là 50 luôn nha cô chú anh chị.
mình đo tới ngay chớn này là 50 nha. Mình đo chịch lên chút đó, khiển rồi đo hay gì đó. Mình tính 48 thôi, 46 thôi, 45 thôi. Cây này tầm 3 nha. Rồi. Rồi cây này có giá 2,2 triệu. Cây số 10. Hai triệu hai. Hai cây nữa. Rồi, cây số 11. Mày gãy không ta? Không gãy đâu. Chiều cao là 1 mét. Hoành là 43. 42. Rồi, cái này có giá 1,8 triệu. Rồi xuống. Nó để hai đứa quý rồi trước. Rồi. Cây số 12. Cá lẹp. Hình dáng cá lẹp. Không nữa coi chứ. Chiều cao là 69. Hoành là 42. Rồi cái này có giá là 1,8 triệu. Rồi. Để vô trong đi, để sát trong luôn đi. Chụp hình nhiêu đó là được rồi. Để ngược không à, để mấy cây trong kia để nghịch con thú. Cây 13. Tám mươi ba, chiều cao. Bốn mươi sáu, cũ. Rồi, cái đá 1,8 triệu luôn. Rồi, xuống. Cái số 14.
Chiều cao 1m03. Vành là 45. Rồi cây này có giá 2,2 triệu. Bỏ lại đi. Hả? Bỏ lại đi. Quay mẹ đi. Bán được không được thì nè. Ngày số mấy vậy? Cây cây 15 hả? Cây số 15. Chiều cao 71. Ngoành là 34. Cái này có giá là 800. Rồi. 16. Cái số 16. Cái sung cô chú anh chị. Lên đâm một lưỡi chơi rồi nè Nga. Sống rồi đó, cái này bao sống rồi đó. Cái sung này cũng quái lắm mà nha. 41. Chiều cao 41. Hoành cục 87. Rồi cái này có giá 600. Quái dị lắm nha. Vô chậu chơi ra trái đẹp lắm ạ. Rồi. Theo bông giấy. Số 17. Cái giấy giấy Mỹ. Hôm rồi người ta mua rồi nè cô chú chị, rồi bưu điện nó xếp đã xếp gãy cho của người ta nè, rồi về cắt phôi lại. Người ta không có nhận rồi cắt phôi lại nè. Bây giờ cắt phôi lại giờ mình bán sổ nha. Như con cóc vậy đó nha, nó ngồi như con cóc, nó ngồi trong ngóc vậy đó. Chiều cao 63. Cũ này không biết bị lớn à, mình đo cũ rồi nha, còn cái cây thì chắc nó nhỏ xíu à. Cũ này 48. Rồi cây này có giá 700 thôi. Rồi đâu triệu bạc rồi đó, ship banh chân của người ta. Cái này với cái này nó gợi nha cô chú anh chị, cái nhánh này lên cái cây nè, này nó gợi nha. Về kiếm hai ba bo ghép vô đây. Nó tha keo cái gì đó. Không biết cái tha nó lắp cái gì nha, cái này mình mua của người ta không biết người ta lắp cái gì nữa nha, cái này nè. Chắc nó bọng nó hư cái gì nữa. Nó lắp cái gì nè, hôm nay mới thấy nè. Về tán bỏ ở đây luôn nè. Hư rồi. Rồi thôi bán đài đi. Rồi mình không có, cây này mình không có bao biết gì trơn nha. Tại này nó lắp cái gì rồi mình không biết nha. Bữa nay mới thấy là không gài đâu, cũng chưa thấy nữa. Cây con Vũ vậy đó. Rồi 700. Ở mua giấc tối rồi đâu có thấy đâu. Này mới biết mới thấy. Để cho đá quay hay là khi mà số 18 là cây lê kima, cây quả trứng ra này, cây này rễ đẹp đẹp quá nha cô chú anh chị. Này nãy kéo chỉ mạnh lắm rồi nè. Có chỉ vậy là kéo rồi nè, kéo nhô da rồi nè. Lê Kỳ Ma nó lâu lên lắm. Bao sống bao ship toàn quốc nha. Số điện thoại 070-639-713 nha. 74 chiều cao. Hoành là 60. Hoành 60. Đo đúng
56. Rồi cây này có giá là 3,8 triệu. Là cây số 18. Rồi, xong rồi. Dạ, cây này cũng là cây cuối clip của em cháu. Xin chúc cho cô chú anh chị mình được vạn sự như ý ra, và sức khỏe vạn sự như ý ra. Rồi, xong. Ba triệu tám.